Thẩm Đại Thành nằm trên phố đi bộ Nam Kinh, Thượng Hải, có từ năm 1875. Gần 150 năm nay, tiệm này vẫn chỉ bán các loại xôi ngọt, mặn, các loại bánh ngọt truyền thống của Thượng Hải. Tiệm bánh hấp dẫn người dân bởi xôi làm từ các loại nếp đặc sản và hương vị hầu như không thay đổi so với ngày mới khởi nghiệp từ một hàng bán xôi nhỏ xíu. Nghề cha truyền con nối này với các bí quyết chọn nếp làm xôi, phối trộn các loại gia vị, đường, trái cây khô, các loại đậu đã tạo nên một sức hút lâu bền đối với các thế hệ người dân địa phương. Dân Thượng Hải ở đây hầu như ai cũng biết. Tiệm bánh này có hàng trăm năm mà, nếp này thì rất dẻo thơm, đường thì ngọt thanh tinh tế. Nhiều người xếp hàng 1-2 tiếng đồng hồ chỉ để mua các món ăn hết sức mộc mạc này như một thói quen, một khẩu vị cũ. Với các tiệm bán hàng của các ông chủ người Thượng Hải gốc thì uy tín luôn là thứ phải giữ hàng đầu. Nhiều thương hiệu Thượng Hải xưa, Bắc Kinh xưa là những sản phẩm hấp dẫn được các địa phương tận dụng triệt để khai thác du lịch. Dù kinh tế thị trường đầy cạnh tranh, nhưng điều đặc biệt là các tiệm bánh cổ truyền này vẫn không dùng chiêu trò gì để quảng bá hay tăng giá, mà vẫn hấp dẫn người mua bằng chất lượng, hương vị đặc trưng và cả chữ tín của các ông chủ. Ở đây có hàng trăm thương hiệu Thượng Hải xưa, có tuổi đời hàng trăm năm vẫn tồn tại, tạo nên cái hồn, nét văn hóa của vùng đất hiện đại, nhưng vẫn chứa nhiều giá trị truyền thống độc đáo. Lúc trước tiệm này ở trong sâu hơn, dân Thượng Hải cố cựu ở đây đều biết tiếng của tiệm này nên rời đi đâu chúng tôi đều tìm đến. Ở trong gần di tích Miếu Thành Hoàng cũng có một quán bán những món như thế này nữa. Trong xã hội hiện đại thì có rất là nhiều món ngon vật lạ, mua gì cũng có. Nhưng có rất là nhiều người vẫn thích mua những cái món ăn có tuổi đời hàng trăm năm. Bởi với họ, đó có thể là thói quen, có thể là những kỷ niệm. Thái Bình đưa tin từ Thượng Hải, Trung Quốc.